Mến chào quý bà con. Trong nội dung video ngày hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một video để chúng ta so sánh về cái bếp MK99 và bếp MK88. Hai loại bếp có thể gọi là được bà con nông dân biết rất là nhiều và nhiều bà con nông dân sử dụng đánh giá rất là cao. Thể hiện là cái lượng bán của chúng tôi cho bà con nông dân với hai dòng bếp này là nó rất là chênh lệch so với những dòng bếp khác trên thị trường đang phân phối hiện tại ha. Thì quay lại nội dung chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta sẽ so sánh về cái bếp MK88 và bếp MK99 có những cái gì khác nhau mà bà con nông dân chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng nào để cho nó tối ưu nhất cho cái việc thiết kế trong vườn mình. Thì như bà con đã biết rồi, bếp MK88, bếp này ra đời vào năm 2020 nha bà con. Thì trước đó là bếp MK88 kia chúng tôi cải tiến lại để cho nó tiện lại cho bà con trong cái chuyện mà chúng ta tháo mở vệ sinh. Đó, ra đời vào năm 2020 đến năm 2022 thì cái lượng bán rất là khủng khiếp. Bà con nông dân sử dụng rồi thì giới thiệu cho bà con nông dân khác dùng tiếp. Và nói về sự thành công của bếp MK88 thì chúng tôi ra cái dòng bếp MK99. Thì dòng này là nói tiếp thôi. Tuy nhiên thì nó cải tiến từ những cái khuyết điểm của bếp MK88 mà trước đây trên bếp MK88 bà con nông dân đã có phản hồi về bên phía công ty rất là nhiều. Vì thế nên chúng tôi quyết định để điều chỉnh, thay đổi nhằm để mang đến được cái sự tối ưu cho bà con sử dụng cái sản phẩm của công ty giải pháp nông nghiệp Tây Công Agri, cụ thể hơn đó là cái bếp MK99. Vậy thì bây giờ cái bếp MK88 và bếp MK99 thì nó khác nhau như thế nào? Mời bà con nông dân chúng ta cùng nhau xem các cơ cấu và cái chi tiết của bếp nha. Thưa bà con, đây là cái bếp MK99. Tôi đang lấy cái ví dụ cụ thể là bếp MK99 lưu lượng nước là 120 lít một giờ ha. Thì để phân biệt cái lưu lượng nước của bếp MK99, bà con chúng ta chỉ cần nhìn vào cái thân bếp thôi, hầu như tất cả các bộ phận còn lại đều màu sắc là giống nhau. Để phân biệt cái lưu lượng của nó thì chúng ta sẽ phân biệt vào cái màu sắc của cái thân bếp thôi. Chẳng hạn 120 lít một giờ là cái nào màu đó là màu đỏ, MK99 màu đỏ, MK88 màu đỏ ha. Rồi có một vài cái loại khác á, như MK88 150 lít hay là 90 lít thì nó sẽ có khác nào một chút so với MK99. Bà con nông dân chúng ta có thể xem trên màn hình để thấy cái sự khác biệt của những cái dòng lưu lượng của bếp MK99 và MK88 cho từng cái loại lưu lượng khác nhau và màu sắc nó khác nhau như thế nào. Thì lúc nãy thì bà con đã xem về cái sự khác biệt về cái màu sắc của từng cái lưu lượng nước bếp của MK99 và MK88. Thì cái thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau quan sát về cái cơ cấu và cái chức năng của từng cái dòng bếp cụ thể là MK99 và MK88 nó có khác biệt như thế nào. Thì trên hình ảnh bà con nông dân đang xem nè, MK99 chúng ta đang có 4 cái cơ cấu chi tiết ha. Còn trong khi đó MK88 chúng ta chỉ có 3 cái cơ cấu chi tiết thôi. Ví dụ như tai bếp nè, phần rotor, phần thân bếp và cái phần đuôi bếp. Là đối với MK99 chúng ta có 4 bộ phận. Còn MK88 thì chỉ có tai bếp, rotor xoay và phần thân bếp cũng đồng thời là phần chua bếp luôn. Vậy thì khác biệt thứ nhất chúng ta thấy rõ ràng đó chính là thằng này 4 bộ phận và thằng này 3 bộ phận. Đó là cái khác biệt thứ nhất. Khác biệt thứ hai của bếp MK99 so với MK88 đó chính là cái phần đuôi bếp. Nghe bà con, đuôi bếp. Đây là đuôi bếp của MK88. Đuôi bếp này được gắn liền với thân bếp. Còn đây là đuôi bếp của MK99 và đuôi bếp này nó được tách rời với thân bếp. Vậy thì khi mà bà con nông dân chúng ta sử dụng bếp MK99, chúng ta sẽ có những ưu thế gì mà chúng ta cần nên dùng MK99 thay vì chúng ta dùng MK88? Như bà con đã thấy, đuôi bếp của MK88 nó chỉ có một cái nấc duy nhất. Và đối với cái nấc này thì bà con nông dân chúng ta chỉ có thể dùng với cái dây 6 ly, 7 ly hoặc 7 ly rưỡi thôi. Dây 8 ly nó hơi rộng một chút nha bà con, đôi khi mà cái áp nó cao là vẫn có thể bị ruột nha. Còn đối với MK99 ha, thì chúng ta lại thấy đuôi bếp nó có thể dùng với ở dưới nè là đuôi dây 6 ly. Ở trên là bà con có thể dùng dây 7 ly hoặc 8 ly. Và trên cùng là bà con có thể dùng đến dây 10 ly. Thì với trường hợp này, bà con nông dân là chúng ta thích sử dụng những cái loại dây lớn hơn, chẳng hạn ví dụ như dây 10 ly để sử dụng cho cái phương án phun thuốc kéo từ dưới gốc lên tới trên đọt đó, để đảm bảo được cái áp á, thì bà con nên dùng cái bếp MK99 thay vì chúng ta dùng cái bếp MK88. Cái thứ hai, bà con nông dân này chúng ta lại ưa thích những dòng dây nó lớn hơn, chẳng hạn như dây 8 ly thì bà con cũng nên dùng cái bếp MK99 mà không nên dùng cái bếp MK88, tại cái dây 8 ly của MK88 nó hơi rộng nha bà con. Còn cái khác thứ ba cũng trên cái cơ cấu của cái đuôi bếp này, đó chính là
cái việc thay thế dễ dàng để chuyển đổi từ cái đuôi BE sang cái đuôi UBBC đây bằng cái phụ kiện này. Thật ra cái phụ kiện này cũng không phải bà con, mà nó là một cái trong những cái bộ phận và cái cơ cấu của BEC MK99 dùng cho cái dây, dùng cho cái ống BBC đó. Nếu bà con nông dân nào chúng ta đang sử dụng cái BEC MK99 đuôi BE mà cần thiết sử dụng qua cái ống BBC thì bà con nông dân chỉ cần bỏ cái phần này đi và chúng ta dùng phần này, trong khi đó MK88 nó sẽ không có được cái chi tiết và cái cơ cấu này. Rồi chúng ta sẽ trở lại với tiếp tục với cái bộ phận của BEC MK88 và MK99 ha. Thì cái thân béc, hai thân béc này thật sự thì nó cũng tương tự như nhau thôi, tuy nhiên cái thân béc này được thiết kế để có thể thay thế dễ dàng với cái đuôi BE và cái đuôi BBC. Nhưng đối với BEC MK99 nó có một sự cải tiến hơn so với BEC MK88, thì cái này cải tiến hay không hay là u hay là khuyết thì tùy bà con nông dân chúng ta đánh giá nha. Đó chính là cái rotor xoay về kích cỡ, đường kính và cũng như là nguyên lý cơ cấu vận hành tương tự như nhau nha thưa bà con, giữa cái rotor xoay của MK88 là rotor này và MK99 là rotor này. Tuy nhiên nếu bà con nông dân đã theo dõi kênh nông nghiệp Mekong trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta thấy cái rotor này là cái rotor của MK88 nè. Đây. Còn này là rotor của MK99 nè. Rotor này MK88 có một cái đặc tính mà cây con bà con nông dân chúng ta nhìn chung là không phải là không dùng, dùng thì vẫn được, nhưng mà điều nó sẽ có cái khuyết điểm là cái đường kính của rotor ở trong cái giai đoạn cây con á, khi mà sử dụng MK88 là nó rất là to, trung bình là cái đường kính của nó từ tầm khoảng 0.8 đến khoảng 2 mét, tùy vào bà con cắm cao hay thấp nha, tùy vào bà con cắm cao hay thấp nha. Có nghĩa là sao, với cái rotor này nước nó xoay thì nó sẽ tạo thành một cái đường kính ở bên dưới nó rộng hơn, nghĩa là nó không có gom góc á. Còn rotor của BEC MK99 thì cái đường kính của nó chỉ dao động từ tầm khoảng 0.5 đến tối đa là 1.2 mét mà thôi. Nên nếu bà con nông dân nào chúng ta áp dụng cái phương án tưới gốc ngay từ cái giai đoạn ban đầu của cây thì bà con nông dân chúng ta nên lựa chọn cái rotor của BEC MK99 hoặc là cái BEC MK99 để sử dụng, nhằm để cho cái lượng nước tập trung ngay vùng gốc của cây, cũng như là cây chúng ta nó sẽ nhận được cái lượng nước tối đa, và song song đó chúng ta có thể chăm phân vô hệ thống một cách đơn giản mà cái hiệu quả được nâng cao tối đa nha bà con nha. Đó là cái sự khác biệt của cái BEC MK99 và MK88. Còn nếu như mà trong trường hợp á mà cái cây trồng của chúng ta lớn á thì bà con có thể đều sử dụng MK99 và MK88 đều được hết. Hai rotor này về cái đường kính tưới, về cái lượng nước ở trong ra ngoài và cái độ đồng đều của béc thì gần như là như nhau, không có sự khác biệt. Thì trong video này chúng tôi trao đổi phần này để bà con nông dân chúng ta nắm rõ hơn mà có được cái sự lựa chọn phù hợp và hợp lý. Còn cái khác cơ bản cuối cùng của béc MK99 và MK88 đó chính là giá ha. Do béc MK99 có nhiều cơ cấu, nhiều bộ phận thiết kế phức tạp hơn so với béc MK88 nên giá của béc MK99 có cái giá cao hơn so với béc MK88 nha bà con. MK99 cao hơn béc MK88 là 1.000 đồng trên một béc. Ngoài ra còn một cái khác biệt cơ bản nữa, MK99 thì chúng ta sẽ có béc là có bù áp nha bà con, và béc không bù áp. Nhưng béc MK88 thì chúng ta chỉ có béc không bù áp mà thôi. Rồi, đó là những thông tin cùng bà con. Ngoài về việc khác biệt về mặt lưu lượng thì lúc nãy chúng tôi đã có nói rồi. Đây là những cái thông tin cơ bản mà chúng tôi nghĩ rằng bà con nông dân chúng ta khi mà đang cân nhắc lựa chọn một cái béc MK99 hay là MK88 mà chúng ta có cái sự lựa chọn cho nó hợp lý, hoặc chúng ta có cái sự lựa chọn so với những dòng béc khác trên thị trường để có được cái sự tối ưu nhất về trong cái giải pháp tưới của cái vườn nhà mình. Vâng, đến đây video chúng tôi xin phép được kết thúc. Cảm ơn bà con nông dân rất là nhiều và hẹn lại với bà con nông dân trong video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.